Với thảm thực vật rộng khắp, chủ yếu là các vườn cây ăn trái và hoa cỏ dại, tận dụng lợi thế từ điều kiện tự nhiên này, những năm gần đây, nông dân huyện Châu Đức đã có thu nhập cao từ phát triển mô hình nuôi ong rú. Đây là trại nuôi ong rú của anh Trương Nhật Trường, ở ấp Tiến Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. Anh Trường là một trong những người tiên phong nuôi ong rú trên địa bàn huyện vừa tự làm và kết hợp nghiên cứu tài liệu tham khảo từ sách báo, mạng Internet. Sau nhiều lần thử nghiệm nắm bắt được quá trình sinh trưởng của ong rú, anh Trường tiến hành nhân đàn nuôi trong nhà và xung quanh vườn. Từ hơn chục đàn ong gây dựng ban đầu, sau 7 năm nuôi anh Trường đã phát triển hơn 650 đàn ong rú và thành lập trường nông trại ong. Theo anh Trường, một đàn ong rú mỗi năm cho thu hoạch mật hai lần với khoảng 1 lít mật. Đặc tính của loài ong rú này không ăn đường mà chỉ hút nhụy hoa nên mật là tự nhiên và nguyên chất. Mật ong rú vị ngọt, thanh và hơi chua, hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn các loại mật ong khác nên được nhiều người tìm mua. Mật ong rú bán tại vườn là 2 triệu đồng mỗi lít, mỗi thùng giống ong bán từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Riêng với mật ong rú, anh Trường có hai sản phẩm, mật ong và cao ong rú. Hiện anh Trường tập trung đẩy mạnh khai thác giống nên việc thu mật ong đến nay đạt khoảng 150 lít. Còn tại điểm Win Farm được chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng ở ấp Liên Hiệp, xã Sà Bang thì nuôi và nhân đàn ong rú theo hướng kết hợp làm du lịch trải nghiệm, tham quan tìm hiểu về loài ong, tạo sự gắn kết học sinh với thiên nhiên nhằm giáo dục bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên. Tại đây, gần 200 hộp gỗ nuôi ong rú được chị Phượng thiết kế với nhiều kiểu dáng lạ. Chia sẻ về hộp gỗ nuôi ong rú, Chị Phượng cho hay, các hộ trên địa bàn nuôi ong rú chủ yếu lấy mật, còn ở Win Farm, hộp gỗ được trang trí bắt mắt để vừa nuôi lấy mật vừa có thể làm cảnh tạo điểm nhấn cho các không gian ngoài trời. Những chiếc hộp này được xem là ngôi nhà để nuôi ong, đảm bảo cho việc tách đàn hoặc lấy mật mà không ảnh hưởng đến sự phát triển của đàn ong. Theo Đông Y, mật ong rú là một nguyên liệu thiên nhiên phong phú với nhiều chất dinh dưỡng quý giá. Được chiết xuất từ mật hoa của các loài ong rú, Mật ong này nổi tiếng với tác dụng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Nó chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể như enzyme, axit amin, vitamin và khoáng chất. Sử dụng mật ong rú không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn làm đẹp da và tóc. Để bảo quản mật ong rú một cách tốt nhất, việc chọn nơi lý tưởng để lưu trữ là rất quan trọng. Môi trường có nhiệt độ từ 21 độ C đến 26 độ C được coi là lý tưởng nhất để bảo quản mật ong, giúp giữ cho mật ong sử dụng được lâu hơn.